Khả Năng xin kính chào tất cả quý vị chị bà con có mắt cùng toàn thể mọi người. Đến hẹn lại lên thôi. Mỗi ngày thì Khả Năng sẽ lên sóng phục vụ cho quý vị chị bà con một số những video tại cửa hàng. Hiện tại xe nhà cửa hàng Khả Năng hôm nay mùng 1 đầu tháng, Khả Năng xin kính chúc tất cả quý vị chị bà con mạnh khỏe, thành công và may mắn. Chúc anh em đỏ rực rỡ như hoa phượng mùa Hải Phòng các bác nhé. Và chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, thành công và luôn luôn đạt được nhiều ước mơ trong cuộc sống, thành công trong công việc các bác nhé. Quý vị chị bà con anh em mình muốn hỗ trợ trả góp, bên em hỗ trợ trả góp từ đời 2016, 17, 18 hỗ trợ 50%. Hỗ trợ từ đời 2019 trở gần về đây là hỗ trợ 70-80% các bác nhé. Hiện tại thì nhà Khả Năng đang có khoảng hơn 200-300 đầu xe. Quý vị chị bà con anh em có thể thấy này, bãi xe nhà Khả Năng có mười mấy hàng cơ. Mỗi hàng là hơn 20 cái các bác nhé. Nhà em rất là nhiều xe và nhiều sự lựa chọn cho quý vị chị bà con anh em mình quan tâm trả góp, hỗ trợ trả thẳng. Thì giá cả thì nó thật các bác là tùy cái, tùy chiếc và tùy nơi, tùy từng vùng, tùy từng. Có thể các bác mua của người nhà thì rất là rẻ, nhưng mà qua thợ bọn em thì phải cộng thêm tiền sửa chữa, tiền đi lại và tiền chênh và tiền có đầu tư nữa. Nên quý vị chị bà con anh em mình chấp nhận được thì có thể ủng hộ Khả Năng bằng một like, một chia sẻ kênh. Khả Năng chân thành cảm ơn. Hôm nay thì hôm qua thì có làm video toàn Hyundai Accent thôi. Thì cũng đã hứa rồi, hôm nay sẽ làm video toàn Kia thôi các bác nhé. Cụ thể là sẽ là Kia Rio này, Kia Soluto này, Kia K3 này, Kia Cerato này. Đấy là những mẫu xe Khả Năng sẽ lên sóng trong ngày hôm nay cho bà con các anh chị anh em mình lựa chọn, cân đối, trao đổi bên cửa hàng. Và tất cả những mẫu xe khác em sẽ không nói đến trong video này. Các bác nào có thể quan tâm thì alo cho em đăng qua số điện thoại 0326062789. Đầu tiên sẽ là mẫu Kia Rio bản hatchback, bản này bản cửa lóc, túi khí và phanh airbag nhé. Đời 2014 với mức tiền khoảng 320 bao vào tên, quý vị chị bà con anh em mình cảm thấy hợp lý được thì ủng hộ em đăng. Chiếc này với động cơ 1.4 nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động màu trắng nguyên bản, không đâm đụng ngập nước, máy zin, keo chỉ zin. Mang nước sơn màu trắng biển Hải Phòng, bên em có hỗ trợ bao rút hồ sơ vào tên bấm biển đổi chủ cho bà con 328 triệu để anh em 320 thôi. Đó. Tiếp theo là một chiếc xe số sàn đời 2010 mang biển số 37A đây. Một chiếc xe số sàn phân khúc hạng C nhưng mà đời 2010 với cửa tiền chỉ 220 anh em mình đã nhận được xe rồi. Đó, nó là phân khúc C nên là nhìn xe rất là đẹp và form dáng các bác nhé. Form dáng còn nhìn rất là ngon luôn. Đó, nội thất thì đẹp miên man và mênh mông, có màn hình Android, nội thất rất đẹp các bác nhìn không? Đây anh em nhìn thử, em không dám nói sai nhưng nội thất của nó rất đẹp luôn đấy. Vô lăng củ số này, xe tuyệt đẹp. Trần nỉ nguyên bản, ghế bọc da cực đẹp, màu rất là nổi nhá. Màn hình OLED Pro, gương kính chỉnh điện, cụp xòe gương, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn. Động cơ 1.6 số sàn sang tầm khoảng 7 lít trên 100 km hỗn hợp. Tức là nó có thể tiết kiệm hơn nếu anh em đi đường trường mà có thể tốn hơn anh em đi trong phố nhá. Trung trung tầm khoảng 6 đến 7 lít xăng trên 100 km. Đấy, Khả Năng đi Kia Cerato nên là em chắc chắn là một điều là 100% sẽ chuẩn. Chiếc này thì em đang để cho bà con các anh chị với mức giá là 228 triệu đồng tại cửa hàng. Khả Năng bớt cho các bác trực tiếp thì còn 220 bao sang tên nhé. Sang tên là hết 10 triệu các bác nhé. Đấy, sang tên là vừa rút hồ sơ vừa vào tên mà đi lại tiền công tiền cán là hết 10 triệu. Nếu các bác không rút hồ sơ em bớt ngay 10 triệu và ra bán, anh em chỉ bán 201 thôi. Lúc em ra bán 201 thì các bác cảm thấy rất là hợp lý đúng không ạ? Đấy, thì đây là rất là hợp lý rồi. Nhưng anh em mình qua Khả Năng vẫn còn lọc lá cho bà con một xíu nữa. Đấy, anh em mình vào tên thì tính tiền vào tên, mà anh em mình hỗ trợ và hồ sơ thì tính tiền hồ sơ nhá. Kia Rio đời 2016 phiên bản số tự động, 348 triệu đồng là giá của cửa hàng và giá của Khả Năng đưa ra. Nhưng mà Khả Năng sẽ bớt cho khách hàng của Khả Năng là chỉ để cho anh em 340 thôi, bao sang tên bấm biển, coi như anh em chỉ mua 330 chiếc này thôi. Nhưng nó là hàng đẹp, zin từ nắp sàn cò, máy số keo chỉ zin, đăng kiểm tháng 12 năm 2025. Chiếc này em đã làm video riêng trực tiếp rồi, cho bà con có mấy anh em quan tâm thì em sẽ gửi video hình ảnh chi tiết qua Zalo số điện thoại 0326062789. Khả Năng chân thành cảm ơn. Nhiều bác nghe em đọc hơi nhanh một chút thì không nhớ được số điện thoại, thì các bác có thể nhìn thấy tên kênh của Khả Năng là cũng có số điện thoại rồi các bác nhé. Hoặc là em đọc lại cho bà con anh em mình lưu 0326062789. Khả Năng trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xe nhà rất là nhiều, các bác tha hồ lựa chọn nha. Em sẽ báo nhanh hơn một chút, quý vị chị bà con anh em mình thích chiếc nào anh em có thể chụp ảnh màn hình lại xong rồi gửi cho Khả Năng qua Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và báo chuẩn cho bà con tình trạng xe cộ rồi chốt như thế nào. Trước khi đến anh em mình alo làm việc với em Khả Năng trước thì được cái giá tốt mà cái giá em đang đã chốt rồi. Còn nếu anh em tự dưng đến anh em sẽ không chốt được cái giá đấy thì các bác phải thông cảm vì em rất là nhiều nhân viên các bác nhé. Những vị chị anh em nữa. Đây là đời 2018 phiên bản số tự động thì nó là phong cũ thôi nhưng mà nó vẫn khá là đắt các bạn, khá là đắt đấy. Với tầm khoảng 420. Đời 2018 bản số tự động cửa lóc, túi khí, phanh ABS này. Đấy, ghế bọc da, xe đi 86.000 cây, 8/6, cruise control, ga tự động, nội thất đẹp. Ghế mũi sạc không dây rồi. Đời 2018 mẫu xe này thì nhà em vừa về hôm qua và hỗ trợ trả góp được 50% nhá. Trả trước được khoảng 200, nợ khoảng 220 bên em bao sang tên bấm biển đổi chủ các bác ơi. Biển Hải Phòng, tên tư nhân, mang nước sơn màu trắng, nó là Kia Cerato phân khúc hạng C.
cũng là phân khúc C nhưng mà số sàn đời thấp hơn, thì đời 2011 các bác ơi. Anh em chiếc này cũng chỉ 220 thôi, là bên em bao vào tên bấm biển được các bạn. Còn giá niêm yết thì anh em nên đến kính là có giá niêm yết hết các bác nhá. Còn khả năng thì có thể bớt trực tiếp trên video này, các bác các anh em quan tâm được thì anh em alo cho em Đăng. Số sàn đời 2011 và không trả góp được thì bên em trả thẳng với mức giá là 220 bao vào tên, 201 để biển này đi các bác nhá. Dưới này là xe công vụ của Khả Đăng đây. Sau khi mình bán được Camry cho anh em thợ rồi thì Khả Đăng đang đi một chiếc Kia Cerato đời 2017. Không phải là khoe xe đâu nhưng mà thực sự nó rất là đẹp các bác nhá. Nó rất là đẹp và zin nhá. Máy số keo chỉ zin từ mặt dàn cò, thân vỏ zin 100% luôn, không mất phân keo chỉ nào luôn. Đấy, chiếc xe này thì em mang nước sơn màu trắng nguyên bản theo xe từ đầu, một chủ từ mới, em bán là 360 để anh em 350 thôi bao vào tên. 350 thôi bao vào tên các bác nhá. Quý vị chị và con anh em mình quan tâm ủng hộ em Đăng, alo cho em Đăng qua số điện thoại 0326062789 sở hữu mẫu xe này. Một chiếc xe mang nước sơn màu trắng nguyên bản mà không đâm đụng ba quẹt, nội thất như mới luôn, cũng ghế múi rồi, rất là đẹp nhé. Đời 2017, động cơ 1.6. Khả Năng ngày nào cũng đi đổ 500.000 thì được khoảng 20 lít. 20 lít xăng Khả Năng đi được khoảng tầm 256 cây km các bác nhé, đo rồi. Như vậy là 256 km mà hết 20 lít xăng thì con này rơi vào tầm khoảng khoảng khuôn 6 lít xăng trên 6 lít 2 trên 100 km các bạn. Tính là tầm đấy. 6 lít thôi, hơn 6 lít một tí trên 100 km nhá. Đấy. Đường trường thì có thì tầm khoảng 6 lít, còn đường trong phố tầm 7 lít các bác lựa cân đối. Được cái này con này đi này. Thực ra đi dịch vụ mà những con xe Cerato này nó sang hơn và nó đầm hơn. Nếu anh em mình đi dịch vụ có thể lựa chọn Toyota Vios hoặc i10 cũng được, hoặc là con mấy con Morning i10 những con nhỏ này này. Ngày mai em sẽ lên cái video một loạt nhỏ này các bác nhá. Đấy, anh em mình sẽ hay cân đối thì đăng ký kênh follow để biết được nhiều thông tin xe hơn và rất là nhiều sự lựa chọn các bác nhá. Đó, Kia Cerato đây quý vị chị và con này. Chiếc này thì bên em vừa bấm biển cho khách hàng xong thì sẽ bàn giao cho khách hàng. Khách hàng bên em rất là nhiều khách nên là quý vị chị và con anh em mình ủng hộ em Đăng thì hãy nhớ alo trực tiếp làm việc cho Khả Đăng nhá. Đây là mẫu Kia K3 mới về, mới tinh luôn. Từ đời 2022 thì đầu nó không còn Cerato nữa mà nó chỉ còn K3 thôi. Nên đây là một chiếc K3 form mới rồi. Rất là cao, đời rất là cao các bạn. Quý vị chị anh em mình quan tâm thì anh em mình qua cửa hàng lấy Cerato cũng được, đời 2020 đây. Chiếc này là bản đủ Premium 2.0 đời 2020 với cửa tiền hơn 500 một tí này em bán được rồi các bác nhá. Đấy, cụ thể thì chiếc này là Long đang bán là 515 triệu đồng để anh em 505 triệu đồng bao hồ sơ nhá. Đó, chiếc này nó là bản Premium thì nó cao hơn. Nhiều anh em mới thích cái bản 1.6 tiết kiệm xăng nhưng mà thì nhà em cũng có mấy con 1.6 luôn. Các bác anh em đợi chút thì em sẽ quay hết phục vụ cho bà con các anh chị trong cái video này. Tất cả những chiếc xe Kia Rio này, Kia Soluto, K3, Cerato, Forte này em quay hết trong video này luôn. Để anh em mình tiện cân đối và theo dõi nhá, nhiều hơn nhá. Đó, tiếp theo thì Khả Đăng xin giới thiệu một chiếc xe màu đen phân khúc hạng B đời cao. Đấy, chiếc xe này mang nước sơn màu đen nhập Việt nhỉ? À, Việt chứ nhỉ? Việt 1.4 đời 2021 số tự động. Bây giờ nó chỉ còn có 306 thôi. Làm em bao sang tên bấm biển đổi chủ cho bà con các anh chị luôn, một chủ tư nhân từ mới biển Khánh Hòa. Biển Khánh Hòa các bác nhá. Em chuyển xe lồng về đây, keo chỉ zin, máy zin, thân vỏ zin hết. Đấy, check hãng thoải mái, có mấy con cơ chứ không phải một hai con đâu. Anh em mình đợi chút em sẽ quay hết phục vụ cho bà con các anh chị luôn. Có màu đen, màu trắng, màu đỏ cho anh em mình lựa chọn nha. Đây, chiếc số tự động này rất là hợp lý. Đã tiền thì em đã để cho bà con các anh chị rất hợp lý rồi. Mấy con Kia số tự động này thì em chưa quay vì nó là phân khúc A, quay sau để anh em cân đối sau. Đây các bác là nhân viên nhà em hiện tại có 40 người cơ nên là anh em đi về rỗng hết bãi. Những cái chiếc này là vừa mới chạy về thôi chứ bình thường để kín hết bãi ở đây thì trong đó dính vào mấy con Cerato rồi thì em toàn đi xe đẹp thôi nên là nên là anh em mình quan tâm thì yên tâm, em sẽ quay hết cái mẫu Kia Cerato này, Soluto này, Rio này cho bà con anh cô bác anh em mình lựa chọn để cân đối để trao đổi. Anh em nhớ nha, ngày mai em sẽ lên sóng phục vụ cho bà con các anh chị là toàn Vios thì các bác nhá, riêng Vios thì nhiều nhất rồi, Vios thì rất là nhiều luôn. Đây, chỗ thằng em đang nè te đây là một chiếc xe biển 18 mới về hôm qua đời 2020 các bác nhá. Giá rẻ lắm, 350 này em bao trọn gói bấm biển đổi chủ luôn. Hiện tại đang bán 358 triệu em để cho các bác đúng 350 thôi anh em nhá. Riêng con này thì nó lại số tự động này, không có độ gương cụp xòe trông như mấy trông như mấy bách này. Gập uy tín không? 5 nốt theo xe zin cả xe. À. Nối cho nào thêm 10 triệu cho đấy. 100 triệu được không? Được. Như vậy là nếu phát hiện ra lỗi thì anh em nhân viên nhà em nó khẳng định luôn là nếu mà lỗi là đền 10 triệu một lỗi đúng không? Đúng rồi, 10 triệu một lỗi. Trừ vào lương nhá. Đấy. 10 triệu một lỗi. Tinh vi phết các bạn. Anh em mình là các bác đến mà em mà bán con này thì em sẽ tìm thật kỹ xem phải trừ 10 triệu các bạn. Đấy. Tự tin lắm.
mới nứt mắt ra mà này. À zin lắm các bạn. Con này đẹp mà. Một chủ nốt theo xe hết này. Nói chung là con xe với cửa tiền 350 thì được bao vào tên rồi thì anh em chỉ mua 340 thôi. Con này vào tên hết 10 triệu. Thì anh em chỉ mua 34 thôi. Đều nếu để bên này anh em chạy 34 thôi. Đấy. Mà đời 2020 đời rất cao. Con này là phân khúc hạng B Kia Soluto nhá. Một chiếc xe phân khúc B dùng chung máy với dòng Accent này nhưng mà rất là rẻ, rẻ hơn gì rất là nhiều, rẻ hơn Accent và Vios rất là nhiều các bác nhá. Đây Kia thì chết rồi, nó về hết còn đâu, nó về hết Cerato rồi. Đây toàn Hyundai này. Đây, Soluto đấy ạ. À, Kia Soluto đời 2020 một chủ từ mới màu đỏ xịn nguyên bản theo xe nhá. Chiếc này số sàn các bạn, nếu mà số tự động thì bán đâu rồi. Số sàn này nhiều anh em người mua về chạy dịch vụ thì lại không thích màu đỏ lắm, nhưng mà thực tế nó mà hợp mệnh anh em lấy con này ngon chứ. Zin cả xe, lốp theo xe còn nhá, lốp theo xe còn luôn. Chiếc này 328 triệu em bao vào tên bấm biển để anh em 320 thôi, bao vào tên bấm biển luôn. Đời 2020 cơ mà, một chủ tư nhân từ mới này, xe đẹp biển Bắc Giang, không lỗi nhỏ luôn. À, xe này lại không chạy dịch vụ các bác nhé, vì màu đỏ người ta thường thường mua về đi gia đình thôi. Số sàn một chủ từ mới, ghế da nội thất theo nguyên bản theo xe hết các bác nhé. 320 triệu em bao sang tên. Bao sang tên tức là mất 10 triệu nữa, chỉ còn 310 triệu thôi, rất là rẻ rồi. Nếu màu trắng thì rẻ hơn, em có con 19 ấy, bán cho các bác có 301 thôi, bao vào tên. Đây còn rất là nhiều Kia Sedato, các bác đừng rời mắt khỏi màn hình. Khả năng rất mong muốn anh em đi qua để lại khả năng xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh được không ạ? Một chiếc xe đời 2019 một chủ tư nhân từ mới biển Hải Phòng. Biển 36 này là bán vào để anh em mình chạy đi dọn dẹp thôi. Chứ chiếc này bán 400 bao vào tin. Anh em một chủ từ đầu. Hôm nọ em bán cho anh trai người Hưng Yên là 420 triệu đấy. 418 triệu bao vào tên đấy các bạn. Một con màu trắng biển 98 ấy, nhưng con đấy nó đẹp hơn rất là nhiều. Là một chủ tư nhân từ mới. Chiếc này cũng một chủ tư nhân nhưng mà đẹp thì màu trắng thì nó giá hơn một chút. Quý anh chị bà con anh em mình quan tâm thì anh em mình qua ủng hộ nhá. Trả góp 70%. Trả trước khoảng 150. Lợi lại ngân hàng 250 là thoải mái rồi. À, tiếp theo thì Kia Sedato màu trắng đời 2019 số tự động bây giờ đang bán là 468 triệu em để cho các bác 460 bao vào tên trọn gói luôn. Bấm biển đổi chủ, trả góp ngân hàng, hỗ trợ 150 nợ khoảng 300 thoải mái các bác nhá. Chiếc xe mang nước sơn màu trắng đời 2019 một chủ vừa mới sang chủ thứ hai thì bán luôn. Đấy quý vị chị và con anh em mình quan tâm được thì qua cửa hàng xem thêm về chiếc xe này. Kia K3 đây, K3 số sàn đời 2015 bây giờ khoảng 315 triệu này em bao hồ sơ giấy tờ cho bà con. Hiện tại em đang bán là 328 triệu các bác nhé. Đấy, đăng kiểm tháng 5 năm 2025 này, rất dài vừa đăng kiểm xong. Bây giờ em bán cho các bác 315 triệu thôi. Đấy, các bác nhé, hợp lý nhỉ. 315 triệu quá hợp lý luôn. Vào tên hết 5 triệu. 320 bao vào tên, chọn gói cho các bà con anh chị luôn. Nội thất rất đẹp, máy số keo chỉ zin, hợp màu hợp mệnh nên anh em mình múc. Đó, phân khúc hạng C mà. Vòng sang bên này thì anh em gặp gỡ ngay một chiếc Kia Soluto các bác nhá. Soluto nhà rất là nhiều, Soluto rất là thông dụng nhá. Nó là một chiếc xe đời 2020 với cửa tiền là 320 các bạn, có thể rẻ hơn chút nữa, 310, 315 triệu vẫn bán các bác nhá. Anh em mình alo cho em đăng đi. Mang nước sơn màu đen đời 2020, số sàn bản đủ. Bản đủ khác bản thiếu, bản đủ na răng nguyên bản, túi khí phanh ABS các kiểu các bác nhá. Chiếc xe này em để cho các bác là 315 triệu đồng thôi, bao sang tên bấm biển đổi chủ luôn. Đó, lại vòng sang bên này lại có lại tiếp tục về Kia Sedato các bác nhá. Ui dồi, rất là nhiều sự lựa chọn anh em mình tha hồ lựa chọn luôn. Một chiếc xe mang nước sơn màu trắng Kia Sedato phân khúc hạng C đời 2018 các bác. Ở chiếc này phiên bản số sàn động cơ 1.6 và nhà em đang bán là 370 triệu các bác, bao sang tên bấm biển đổi chủ luôn. Đó, trả góp 50% thôi, đời 18 trở xuống thì 16, 17, 18 hỗ trợ trả góp 50%. Đấy, trả thẳng thì đời là hỗ trợ là trả thẳng là để cho anh em là 370 triệu bao vào tên chính chủ bấm biển đổi chủ đổi biển mới nha. Đấy, rất rẻ luôn, đẹp luôn. Đây, lại vòng qua bên này anh em mình gặp gỡ ngay Sedato màu đen nữa. Đấy, cũng đời 2018 với cửa tiền 370. Các bác có thể sở hữu nó rồi. Ghế mũi sạc không dây, máy số keo chỉ zin, không đâm đụng va chạm ngập nước, mình cứ báo thế đã. Chứ còn không biết có chắc chắn là 100% như không, nhưng mà mình cứ báo thế, còn sai mình sẽ cam kết bằng văn bản, sai mình đền. Thế cơ mà, làm ăn nó phải thế các bác. Đó. À, thực tế nó phải như vậy. Chết rồi, trời mưa mất rồi. Mưa cũng cố quay hết mấy ông Kia Sedato, mấy Soluto cho các bác xem nha. Vios các thứ nhiều lắm, ngày mai em quay. Nhưng Vios thì quá nhiều luôn. Đây, à, một chiếc Sedato màu đen, mang nước sơn màu đen rất là đẹp, form mới từ đời 2018. Thì bây giờ có chiếc này 2019, số tự động tầm khoảng 460 là em bao sang tên bấm biển. Màu đen thì rẻ hơn màu trắng một chút, thì để cho anh em 455 bao vào tên chính chủ các bác nha. Bao vào tên mất 10 triệu đấy, 12 triệu đấy, không phải ít đâu. Nên anh em mình lựa lựa. Nhiều anh em cái bán bao mỗi hồ sơ người ta bán rẻ hơn một chút là chuyện bình thường, nhưng em bán bao vào tên thì đọc cái giá này có thể cao hơn một chút, nhưng mà anh em mình xem chất lượng xe đã. Xe nó phải đẹp và được cam kết cơ thì anh em mình mua an tâm hơn nhiều. Anh em mình đi đâu mua thì thực ra cũng đều là tiền cả, nhưng mà nó tiền nào của đấy hết các bạn, nó không tự dưng mà nó rẻ đâu.
Đây con này rẻ này, con này đời 2020 Kia Soluto mà bây giờ 290 triệu bao nút hồ sơ. Có thể bao vào tiền thôi nhé. Đấy. 290 thôi mà đời 2020. Tất nhiên nó bảo bản thiếu rồi, một chủ tư nhân từ mới. Zin cả xe đang bán là 299 triệu các bác. Em đã làm video riêng trước này rồi. Anh em quan tâm thì alo cho em đăng, em gửi hình ảnh video qua cho bà con xem thêm. Xem thêm. Tất nhiên là máy số keo chỉ Zin rồi, không đâm đụng ngập nước chứ. Nếu mà nó ngập nước đâm đụng rồi thì nói thật với các bác là nó rẻ. Đây là những mẫu xe ở đây toàn Cerato, chủ yếu anh em đi Cerato nhiều. Nó té hết rồi đâu. Anh cầm mũ đi em. Ừ. Đây, Kia Forte số tự động đời 2009 các bác nhá. Chiếc này biển Hà Nội, tên tư nhân, màu xanh. Màu xanh chết trôi này, ngày xưa có một con bán mãi không được ấy. Con này 2009 thì giờ rẻ lắm, để cho anh em 230 thôi, bao vào tên. Đấy. Màu này nói thật các bác là anh em nào thích cái màu này thì cực kỳ thích luôn, nhưng mà tự dưng mà bán cái màu này thì nói thật các bác là nhiều bác không lựa chọn. Nhưng mà nếu anh em mà yêu cái màu này mà hợp màu hợp mệnh thì anh em lấy con này rất là ok, giá rẻ, 230 triệu. Rất là ngon nhé, máy số ngon gầm bệ chắc chắn, keo chỉ Zin không lỗi, không đâm đụng ngập nước. Đấy, mẫu Kia Forte đời 2009 nhập khẩu nhá. Nhập khẩu đời 2009, một chủ luôn. Bao rút hồ sơ vào tên bấm biển thôi nhá, biển kia không phải của nó đâu. À, chết rồi, đâu hết rồi. Đây vẫn còn nhá, vẫn còn quý vị anh chị và các anh em đừng mắt khỏi màn hình đi. À, Kia Rio đây ạ, Kia Rio thì nhà còn hai chiếc nữa đây. Anh em quay lốt cho bà con các anh chị anh em mình quan tâm này. Một chiếc xe số tự động đời 2016 với cửa tiền 340 là bán được rồi các bác nhá. 340 là hỗ trợ vào tên chính chủ cho bà con các anh chị được luôn. Đấy. Một chiếc xe ba nước sơn màu trắng nguyên bản, keo chỉ Zin, máy số Zin, không đâm đụng ba quẹt và không ngập nước. Sơn xi đẹp sạch sẽ. Cứ báo thế đã, bây giờ chẳng nghe lại báo em ơi xe này đâm đụng đấy em đừng mua nhỉ, đúng không? Biết đâu được. Mình phải nói thế rồi kiểm tra lại rồi báo khách hàng sau. Còn khách hàng tin tưởng ủng hộ thì anh em alo cho em đăng, còn nếu mà không tin tưởng ủng hộ thì anh em tiếp tục gọi cho em để hỏi. Hỏi xong đến rồi anh em mình dẫn thợ đến, anh em mình mua được thì anh em mình mua, không mua được thì anh em mình ủng hộ nhau bằng một cái bắt tay rồi anh em mình về cơm trưa em mời nhiệt tình luôn đấy. Nên quý vị chị con anh em mình đừng lo, khả năng ở đây thì nó thật các bác này đã nói là phải chuẩn, vì em chủ cửa hàng em nói là phải nét, không nét được thì các bác làm sao mà bắt đền được em được. Em đã quay video làm việc trực tiếp với các bác thì các bác an tâm hoàn toàn tuyệt đối luôn. Nhiều bác trong miền Nam vẫn tin tưởng chuyển tiền ra ngoài này mà chuyển mấy trăm triệu ra ngoài này. Đấy các bạn, số tự động đời 2016 đây, chiếc này 330 đây, bán 320 cũng được các bác nhé. Đấy, ui giời, khóa hết cửa này, mình bọn này. Đấy, đời 2016 nha, con này chỉ 320 là bán được rồi, nếu mà 330 em bao vào tên luôn. Chốt hết cửa rồi đâu. Đó, trời mưa mất rồi, mưa nặng hạt mất rồi thì khả năng xin phép xuống video ở đây. Vẫn còn một chiếc nữa thì em quay nốt. Chiếc một chủ đời 2017 form mới này, chiếc này màu giống màu trắng của em. Chiếc này em để cho em 360 thôi. Đấy, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm dõi ủng hộ nhé. Hiện tại nhà còn rất là nhiều xe nhưng mà trời hơi nặng hàng. Khả năng chân thành cảm ơn. Xin chào mọi người trong video clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.